Vâng, Huyền Trang ạ, tôi có thể nhận thấy rằng các thí sinh của chúng ta trong ngày hôm nay đều là những bạn thí sinh rất tài năng và đặc biệt là rất tự tin. Và tôi tin chắc rằng với sự tự tin và với tài năng của mình thì các bạn thí sinh đang chính là những người hùng, những heroes trong lớp học của mình và cũng như trong gia đình của mình. Và nếu như nhắc đến heroes, những người hùng thì chúng ta không thể nhắc đến trong cuộc sống đó chính là những người lính cứu hỏa. Họ là những người anh hùng thầm lặng, nhiệt huyết luôn cháy trong tim, không ngại hiểm nguy để chiến đấu với giặc lửa, để giành lại sự sống, bình an cho người dân. Đó là một nghề đầy vinh quang và tự hào vì sự bình yên của nhân dân. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Họ đã viết nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường và được nhân dân tin yêu, quý trọng. Trong sức nóng hừng hực của lửa cháy, khói bụi mù mịt, hiểm nguy luôn rình rập, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đen nhẻm vì khói lửa. Vượt lên trên tất cả lại là nụ cười hạnh phúc mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngọn lửa bùng lên, khói cuộn trong đêm, bóng hình các anh sông pha miệt mài, ngược dòng hiểm nguy, không màng sợ hãi, đón bình minh, thành phố lại bình yên. Và đây cũng là chủ đề của phần dự thi tiếp theo đến từ các bạn học sinh của tập thể lớp 1A5 và dự thi mang tên Cuộc chiến với lửa. Này, sau này cậu muốn làm nghề gì vậy? Sau này tớ lớn lên, tớ sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Còn cậu? Con tớ lớn lên, tớ sẽ làm một huấn luyện viên bơi lội. Còn Nam Anh, cậu muốn làm nghề gì trong tương lai? Tớ muốn trở thành một chú lính cứu hỏa cơ. Ôi, lính cứu hỏa ư? Nghề đấy nguy hiểm lắm, nhưng tớ sẽ giúp đỡ được nhiều người. Để tớ kể cho các cậu nghe một câu chuyện nhé. Sẽ đẹp tươi mà
타오르네.